Tôi là Hội Thượng Thích Thiền Việt, xin được trân trọng kính chào toàn thể chư vị khán giả của đài Sài Gòn Network TV. Trân trọng kính chào quý vị lãnh đạo tinh thần Mục sư Hồ Việt, Linh Mục Trần Ngọc Hồng, cư sĩ Nguyễn Dũng. Xin mời chư vị lên tiếng để chào chư vị khán giả có mặt trung tâm này. Tôi là Mục sư Hồ Việt, kính gửi lời chào mừng đến quý khán giả của đài SGN hôm nay và xin kính chào quý vị lãnh đạo. Xin chào Hòa Thượng điều khiển chương trình trong ngày hôm nay cùng với cư sĩ và mục sư quý khán giả đài Sài Gòn SGN. Chúng tôi Linh Mục Trần Ngọc Hùng hôm nay được hân hạnh tiếp chuyện với quý vị. Tôi cư sĩ Mang Dũng trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài, trân trọng kính chào Hòa Thượng điều họp ngày hôm nay, Linh Mục Trần Ngọc Hùng và mục sư Hồ Việt. Kính thưa quý ngài và thưa quý vị, tôi phụ trách đề tài hôm nay. Đề tài hôm nay nói về tinh thần quốc gia. Xin thưa chư vị, chúng tôi sẽ cùng nhau để góp ý kiến hiểu như thế nào về tinh thần quốc gia. Dĩ nhiên chúng ta thấy thì nó dễ, nhưng mà khi mà đi vô để nói sao mà nghe cho có lý, nghe cho nó hợp đạo hợp đời thì chuyện đó vấn đề chúng tôi còn chờ coi thì nói các vị nghe có được không. Mời mục sư Hồ Việt, chúng ta hiểu như thế nào về tinh thần quốc gia mang tính cách tổng quát, và đặc biệt là chúng ta nói về cái chữ nghĩa đó, bốn chữ tinh thần quốc gia, thì mời mục sư Hồ Việt. Thì không biết là ý kiến của Hòa Thượng Hồ Việt là sao. Cảm ơn Hòa Thượng rất là nhiều cho tôi bắt đầu, thì tôi cũng vẫn có lời Chúa. Lý do tôi phải trình bày như vậy là tại vì tôi tin rằng chúng tôi với đức tin tin rằng Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ này, con người, xã hội, và Chúa dựng nên quốc gia này. Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, không ngự trong đền miếu bởi tay người ta làm nên. Ngài cũng chẳng cần tay người phục vụ như thể Ngài cần điều gì, vì chính Ngài là đấng ban sự sống, hơi thở, mọi thứ khác cho mọi người. Từ một người, Ngài đã làm nên mọi dân tộc và khiến họ sống trên khắp mặt đất. Ngài ấn định thời kỳ và ranh giới cho họ cư trú, để họ dò dẫm tìm kiếm Đức Chúa Trời và có thể gặp được Ngài, mặc dù Ngài chẳng ở xa mọi người trong chúng ta. Công vụ đoạn 17. Thì tôi có thể là tinh thần quốc gia, thì tôi xin đọc cái câu, tôi thích cái câu này. Câu mà tôi đã khi làm công dân Mỹ thì tất cả mọi người chúng ta đều có lời thề nguyện. Tôi cam kết trung thành với quốc kỳ của Hoa Kỳ và Cộng Hòa, mà nó là biểu tượng của một quốc gia dưới Thiên Chúa, không thể chia cắt, với tự do và công lý cho tất cả mọi người. Tôi bảo vệ cái lời thề với dưới ngọn cờ của nước Mỹ chúng ta. Đấy là cái này có ý nghĩa lắm, là tinh thần quốc gia là ở trong cái chỗ này đây. Dạ, và tôi tin là quốc gia chúng ta đặt ở dưới quyền tệ trị của Đức Chúa Trời và sự ban phước che chở của Đức Chúa Trời. Cảm ơn mục sư Việt. Kính mời Linh Mục. Kính thưa quý vị, khi mà nhắc nhở về vấn đề mà tinh thần quốc gia, tinh thần là gì mà nó có liên quan đến vấn đề mà tâm lý, cái mối liên hệ giữa mình với cái nơi mình ở, cái mình sinh sống. Và nếu mà được có không dễ dàng chỉ có được cái tinh thần đó, nếu mà không có được sự mà đào tạo, không được mà huấn luyện, hoặc là được cái nhất là chia sẻ, và những người mà giúp cho vấn đề mà nhận diện ra những cái vấn đề đó, trước nhất là những người trong gia đình, bố mẹ, sống cái sự mà yêu thương, bày tỏ, hướng dẫn con cái làm sao mà biết yêu thương những người xung quanh, yêu thương tha nhân, yêu thương đồng loại. Kế đến là nơi học đường, qua những điều mà tới học đường được hướng dẫn về dạy dỗ cách làm người, cách đối xử với những xung quanh, lòng yêu nước, qua cái sự mà lịch sử học được gương của các bậc tiền nhân như mà anh hùng, và từ đó muốn noi gương theo cái gương đó, là mình được sống về cái sự mà sống yêu thương đó, được cái sự mà cởi mở, nếu mà được biết là hướng dẫn trong sự mà đúng đắn, cái sự mà cởi mở, thì là cái niềm mà tạo nên cái mối quan tâm yêu thương, nên cái tinh thần quốc gia dựa vào nền tảng mà Chúa Giêsu đã gọi là phải sống trong yêu thương tha nhân. Cảm ơn cha. Dạ, mời cư sĩ Nguyễn Dũng. Kính thưa quý vị, nói đến tinh thần quốc gia thì trước hết chúng ta phải biết quốc gia là gì.
Muốn có quốc gia thì chúng ta phải đạt được thứ nhất là chủ quyền dân tộc, lãnh thổ. Ba cái yếu tố đó thì nó tạo thành một quốc gia. Tinh thần, chữ tinh là đỉnh điểm và thần là sự giác ngộ. Tức là tinh thần giác ngộ là đỉnh điểm, sự giác ngộ về mỗi con người, về trách nhiệm, danh dự và đối với là tổ quốc. Xuyên qua cái quá trình lịch sử thì chúng ta thấy rằng ở con người của một dân tộc, của đất nước thì nó trải qua một cái bề dày của lịch sử. Trong cái bề dày lịch sử đó chúng ta thấy rằng có cái tinh thần dựng nước và giữ nước, và xuyên qua ngôn ngữ và xuyên qua cái một cái lãnh thổ của quốc gia trong cái chủ quyền. Thì cái tinh thần quốc gia chúng ta muốn phát triển được thì nó phải trải rộng ra trong cái bề dày của lịch sử thứ nhất, và cái thứ hai nó phải có cái chiều sâu của mỗi con người đối với lại dân tộc của mình, đối với làng xã, đối với đất nước. Thì trong cái sự mà giác ngộ đỉnh điểm của cái bề dày lịch sử của mỗi con người đối với đất nước và dân tộc đó, nó sẽ giúp cho chúng mình hòa quyện nhau đối với lại dân tộc, đối với con người. Và chính sự hòa quyện đó nó giúp cho mình trong cái tinh thần dựng nước, giữ nước và bảo vệ đất nước khi mà có ngoại xâm được xâm lấn. Cảm ơn cư sĩ, cảm ơn quý ngài. Kính thưa quý vị, chúng ta bốn chữ tinh thần quốc gia, chúng ta dùng nhiều hai chữ quốc gia, ví dụ chúng ta nói là quốc gia và cộng sản, thì như vậy thì nó có cái gì khác trong đó? Mà khi hỏi tinh thần quốc gia thì nó phải phân biệt rõ là cái tinh thần quốc gia là khác biệt với cái gì. Chúng ta biết chẳng hạn như tổ chức của cộng đồng của chúng ta ở đây có hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia. Thì nói chữ quốc gia trước hết, quốc là một đất nước, một lãnh thổ, gia là nhà. Do vậy đất nước có một lãnh thổ và gia nhà đấy, điều đó có nghĩa là cái sự sống của chúng ta ở trên một lãnh thổ, trên một đất nước đó. Ví dụ chúng ta nói là quốc phá thì gia vong, đất nước mà bị kẻ cướp, bị giặc xâm chiếm thì nhà tan cửa nát. Như vậy chữ quốc và gia nó đi liền với nhau. Tại vì chữ quốc là quốc gia của ai thì không liên quan gì đến mình, nhưng mà nơi mình sinh ra chôn nhau cất rúng thì tự nhiên cái sự sinh sẽ mình ra trên đó và mình sống và ăn chịu hồn thiên sông núi, đến cái tình nghĩa đồng bào cho tới thiên nhiên, tất cả nó quyện lại cùng nhau để cái sự ra đời của mình trên một đất nước như vậy nó không thể xa lìa. Thứ nhất là mang tính cách chủng tộc. Chủng tộc thì cũng tùy thôi. Ví dụ đất nước Hoa Kỳ này, chủng tộc những người khai sáng đất nước này không phải là người sinh ra ở trên vùng đất này, nhưng mà chúng ta là cái người Việt Nam. Chúng ta nói về đất nước Việt Nam của mình thì chúng ta thấy rằng có một sự gắn bó vô cùng thiêng liêng. Rồi cái nữa là đất nước chúng ta kinh qua nhiều cái thể chế chính trị. Bây giờ là 1975, thể chế chính trị đó là cộng sản. Cho nên chúng ta dùng hai chữ quốc gia, nó là phân biệt với cộng sản. Do vậy nó là người Việt quốc gia, thì đây muốn nói là khác biệt đó kia là người Việt, nhưng mà ở dưới chế độ cộng sản, hai phân biệt với thể chế chính trị cộng sản. Cho nên cái tinh thần quốc gia chúng ta dùng một cách rất là thân thương. Hồi tôi ở đây, tôi ở vào Mỹ này năm 1981, nhưng mà tôi không thấy tôi có cái yêu thương gì, ràng buộc gì đất nước này, tôi không thấy được. Nhưng mà khi mà September 11 tòa tháp đôi bị khủng bố thì đâu đâu cũng yên lặng, đâu đâu cũng sững sờ, sững sốt, và đâu đâu cũng hoang vắng. Thì tự nhiên trong lòng của tôi cảm thấy rằng tôi rất là yêu thương đất nước này, và tôi là phải ra khỏi nhà, đi ra ngoài, và đi ra ngoài phải vui vẻ, phải niềm nở, phải mua sắm, phải hăng hoan lên. Thì tự nhiên tại vì trong lòng của mình tự nhiên khởi lên cái tình thương yêu đất nước này. Như vậy đối với tôi thì ngoài Việt Nam ra, nơi chôn nhau cắt rúng, và đó là quốc gia, và quốc gia đó chúng ta có thể nó gọi là ngàn đời không bao giờ quên. Khi nói ngàn đời nhưng tôi chỉ sống 125 tuổi thôi. Dạ vâng, do vậy thì chúng ta thấy rằng cái tinh thần quốc gia, tức là tấm lòng của mình nói về cái nơi chôn nhau cất rúng của mình, như cái sự định nghĩa của cư sĩ Nguyễn Dũng, hay như các ngài nói về cái sự khẳng định cái tinh thần tôn giáo Thiên Chúa giáo, Tin Lành Công giáo, các ngài đã chia sẻ với chúng ta. Thành ra cái tinh thần này phải nói là một cái tinh thần rất là đặc biệt, và đặc biệt đó nó phải rõ ràng, chứ nó không phải dù chúng ta sống ở Việt Nam thì đó là nơi chôn nhau cất rúng của mình rồi, nhưng mà ở đây
chúng tôi qua đây gần nửa đời người rồi, qua đây thì qua đây chúng ta là tiếp nhận cái là hồn thiêng sông núi ở đây, cái tấm lòng bao dung ở đây, cái cơ hội thăng tiến ở đây, và tất cả những cái niềm vui và nỗi khổ nào ở đây chúng ta tiếp nhận một cách đầy đủ, thì chúng ta lại được tới ra là chúng ta có thêm một quốc gia nữa, đó là nơi chung nhau các, đó là nơi chúng ta tới định cư đây và cho chúng ta được cái niềm tự do, cơ hội để thăng tiến. Xin quý ngài và quý vị vấn đề chúng tôi tạm dừng thảo luận sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại.